Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình đi hái cọng hoa bồ công anh để về mình làm món ăn. Thì đây là lần đầu tiên mình thử cái cọng hoa bồ công anh này. Mình nghe nói rất là ngon cho nên là mình muốn thử. Bây giờ thì mình hái xong rồi và mình sẽ đi về nhà và xin mời các bạn xem là mình chế biến món gì ha. Mình sẽ ngắt cái hoa mình để riêng, bởi vì cái hoa thì mình nghĩ là xào ăn không có ngon, cho nên là hoa mình sẽ để đây và sau đó thì mình sẽ xem là mình nấu trà hay là mình làm gì đó với hoa. Cọng bồ công anh thì mình cắt ngắn ra một chút, nó hơi dài nhưng mà nó rất là non. Trong các loại cây rau dại thì mình thấy bồ công anh là rất là riêng biệt. Không có loại hoa nào hay là cây nào mà mình thấy là nhìn nó giống như bồ công anh hết. Cho nên là nếu như ai đi hái bồ công anh thì sẽ không sợ lầm lẫn. Nếu như là hái tỏi gấu thì sẽ có cái cây độc nó nhìn giống như tỏi gấu. Nhưng mà riêng bồ công anh hoặc là tầm ma thì mình thấy là nó rất là riêng biệt. Bồ công anh thì có hoa vàng và khi hoa tàn thì hoa sẽ có màu trắng. Và mình thấy mình chưa thấy có hoa nào mà nhìn giống hệt như là hoa bồ công anh, cho nên là mọi người có thể yên tâm hái ha. Cọng hoa bồ công anh thì đây là lần đầu tiên mình hái, mình ăn thử. Mình nghe rất là nhiều người khen về cái cọng hoa bồ công anh này. Nhiều người nói là ăn giòn và ngon như là rau muống. Mà mình thì rất là thích rau muống, cho nên là mình đã nói là năm nay nhất định mình sẽ hái cái cọng hoa này để mình ăn thử. Mình đã rửa 3 lần và mình thấy là cọng hoa đã khá là sạch, cho nên mình sẽ ngâm nước muối. Mình sẽ ngâm 20 phút nha cả nhà. Thì mình nghe nói là cái cọng hoa bồ công anh này ăn đắng, cho nên là nếu như mà ngâm nước muối đó thì nó sẽ đỡ đắng. Bây giờ mình vớt ra và có những cọng nó xoắn lên giống như là rau muống vậy đó cả nhà. Thì khi mà mình thấy cái cọng nào mình chẻ ra đó thì nó xoắn y chang như là khi mà mình chẻ rau muống và mình cho vào nước ngâm vậy đó. Hôm nay thì mình sẽ xào bồ công anh này với gân bò. Chỗ gân bò này thì khoảng 100g. Đây là cái gân mà hôm trước mình lạng ra từ cái thịt bò, mà mình mua cái miếng thịt mà vừa có gân vừa có thịt á, là 16 euro 1 kg. Thì chỗ này khoảng 100g thì là 1,6 euro, tức là khoảng 45.000 đồng ha. Thì cái bữa ăn của mình hôm nay rất là ít, không có tốn nhiều tiền, rất là tiết kiệm luôn. Bởi vì bồ công anh thì mình hái thì mình không có mất tiền mua. Giờ thì mình sẽ băm tỏi. Gân này thì mình cũng không cần ướp. Mình băm tỏi và mình cho vào xào luôn. Mình cho dầu vào ha. Mình rất là thích ăn gân bò. Mình không có thích ăn thịt bò mà mình chỉ thích ăn gân bò thôi cả nhà. Nó dai dai giòn giòn đó. Mình xào gân trước rồi sau đó sẽ xào bồ công anh. Mình nêm một chút muối. Gân bò chín rồi cho nên là mình sẽ đổ ra dĩa và mình xào bồ công anh. Mình không cho thêm dầu nữa, mà hồi nãy mình cho hơi nhiều dầu đó, cho nên là trong cái chảo nó còn dính chút dầu. Thì bồ công anh này mình xào lần đầu cho nên là mình cứ xào một chút, mình lại ăn thử xem là nó đã chín chưa. Bởi vì mình không có thích ăn rau mềm quá đó. Mình cũng cho một chút muối vào bồ công anh. Thì khi mà mình xào cái món này mình không có nêm nhiều, mình cũng không cho bột nêm. Mình chỉ cho một chút muối và một chút tiêu, bởi vì lát nữa mình sẽ làm nước tương với tỏi ớt mình chấm á.
Mình ăn thử thì thấy bồ công anh chín rồi, cho nên là mình sẽ cho thịt bò vào. Bây giờ thì mình xào chung ha. Mình cho thịt bò vào thì mình cũng chỉ đảo một chút xíu thôi, rồi mình tắt bếp. Đây là gân bò cho nên là cũng không có sợ dai. Nếu như là xào thịt bò đó thì khi mà cho vào chảo xào lâu quá thì nó dai, còn gân bò thì không sao. Mình cho một chút tiêu. Vậy là xong món gân bò xào cộng hoa bồ công anh. Bây giờ thì mình làm một chút nước tương với tỏi ớt. Món gân bò xào với lại cộng của hoa bồ công anh bây giờ đã xong. Mình sẽ ăn thử và mình sẽ nói cho mọi người nghe là ăn như thế nào ha. Đây mình có cơm nóng nè, và đây là một chén nước tương với tỏi ớt. Thì bây giờ mình thử ha. Bởi vì lá bồ công anh thì mình có ăn rồi, nhưng mà cộng bồ công anh thì đây là lần đầu tiên mình ăn. Cái cộng hoa bồ công anh này á thì nó có cái vị hơi đắng đắng khi mà mình nhai thôi, nhưng mà nó rất là giòn. Và nếu như ai mà ăn được cái vị đắng của rau như là rau má đó, thì mình nghĩ là sẽ thích cái bồ công anh này. Mình ăn thì mình thấy là ngon, cho nên là mình sẽ tiếp tục hái. Bởi vì bồ công anh á thì chắc là ai cũng biết đến cái công dụng của bồ công anh ha. Rất rất là tốt luôn. Và bây giờ là đang cái mùa bồ công anh nè, hoa nở rất là nhiều. Mình ăn thử cái nụ ha. Mình khi mà mình xào á, mình ngắt riêng cái nụ, mình để riêng ra, bởi vì mình nghe nói là cái nụ nó đắng, cho nên là mình để riêng để khi mà mình ăn đó, nếu mà nó đắng thì mình sẽ không ăn nữa. Cái nụ nó thì lại không hề đắng nha cả nhà. Nếu như mà mọi người tìm hiểu về cái bồ công anh này, thì bồ công anh ăn được tất cả từ rễ cho tới lá, tới bông, tới cọng. Cọng này thì là cũng lần đầu tiên mình ăn. Mình biết ăn cái cọng này là từ chị Uyên cuộc sống ở Đức á. Thì năm trước mình thấy chị ăn cho nên là mình mới biết là cái cọng nó ăn được. Còn hồi trước thì là mình chỉ ăn cái lá của nó thôi. Cái lá của nó thì trước đây mình luộc lên á, nó không có ngon, nhưng mà vì nó tốt cho sức khỏe đó cho nên mình ăn đó. Còn cái cọng này thì hôm nay mình ăn mình thấy rất là giòn, rất là ngon. Video hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ về cái món rau rừng, rau dại, bồ công anh. Thì hôm nay mình xào với lại gân bò, mình thấy ăn rất là ngon. Tuy là nó có cái vị hơi hơi đắng nhưng mà rất là dễ ăn và rất là giòn. Nó giòn giòn tựa như là rau muống vậy đó. Và khi mà mình ngâm nước á, thì nó cũng cong lên giống như là rau muống vậy đó. Lần sau thì mình sẽ hái cái cọng này mình làm gỏi thử xem sao ha. Đó mọi người, nếu mà ai thích ăn bồ công anh á, thì bây giờ tranh thủ hái ha, bởi vì bây giờ là cái cọng hoa nó rất là nhiều luôn, và cái nụ thì không nó đắng nha, cho nên là cái nào mà chưa nở hoa đó thì mọi người cứ để nguyên cả nụ xào luôn. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây để mình ăn cơm cho nóng nha cả nhà. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.